Sau đây chờ mẹ nhé, cho mẹ làm việc nhé. Đây nhá, chờ mẹ nhá, chờ mẹ đi làm nhá, nhá. Nhá.
một tí nhá. Thank you.
chị để chị xin ăn nhé. Cái này đây đây đây. Ôi rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.